Trong nước, người già của người Pru Vân Kiều hiện nay ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Già làng Hồ Ai là người còn lưu giữ nhiều nhất những loại hình văn hóa truyền thống độc đáo và đặc sắc của người Pru Vân Kiều, nên được nhiều người dân nơi đây kính trọng gọi là người gìn giữ văn hóa truyền thống của người Pru Vân Kiều. Cầu mong cho con người sức khỏe, tốt đẹp, rồi là thứ hai nữa làm ăn, kinh tế trong gia đình, siêng năng, tích cực. Thứ ba nữa là trâu bò thì cái gì tất cả, rồi là tất cả những cây trồng, nhất là cây lúa, bắp ngô, rồi là sắn khoai, rồi là cây cối, đều cho mong trời để cho trời tự cho vậy, cứu cho mọi dân. Nguồn gốc của người Pru Vân Kiều ở Quảng Bình vốn là ở vùng núi rừng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Qua những đợt di dân, đồng bào cứ bám theo con sông, con suối, qua những triền núi cao mà tiến dần ra phía Bắc, rồi dần hình thành nên nhiều bản mới bên mái Trường Sơn phía Tây Quảng Bình. Đi qua hai cuộc chiến tranh, sau đó là một thời kỳ khó khăn gian khổ, tưởng chừng các phong tục hay những làn điệu dân ca trữ tình của người Pru Vân Kiều sẽ mai một dần. Tuy nhiên, người Pru Vân Kiều ở Quảng Bình vẫn còn lưu giữ kho tàng dân ca, nghệ thuật âm nhạc dân gian đặc sắc và phong phú. Bản thân cũng luôn tuyên truyền cho bà con mình phải làm sao đó phải giữ gìn được cái bản sắc để mà sau này để không mai một. Để bảo tồn bản sắc nét văn hóa dân ca, nghệ thuật âm nhạc dân gian đặc sắc, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các lớp truyền dạy âm nhạc truyền thống cho đồng bào Pru Vân Kiều ở hai xã Trường Sơn, Trường Xuân. Được gợi ý chỉ dạy, tuyên truyền qua lời ca tiếng hát của đội văn nghệ, bà con trong bản càng chăm lo làm ăn, vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Ban dân tộc đã tham mưu cho tỉnh để mà cùng phối hợp với tất cả các ngành để mà tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào phát triển kinh tế xã hội, và bên cạnh đó thì cũng tiếp tục là bảo tồn và gìn giữ các cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Vân Kiều mình. Thì nhiều thôn bản cũng đã có những cái đội văn nghệ của thôn bản tạo ra cái đời sống văn hóa. Bản làng của người Pru Vân Kiều nay đã có điện, đường, trường, trạm, trở thành điểm sáng trong việc xây dựng nông thôn mới. Nơi núi rừng miền Tây Quảng Bình, niềm vui ấm no, niềm vui hạnh phúc đã và đang đến với mọi người trên vùng đất chân vòn bên mái Trường Sơn.